Các giám mục Ukraine xin Đức Thánh Cha Thánh Hiến Ukraine và Nga cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Trong một lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, các giám mục công giáo theo nghi lễ Latin của Ukraine đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha Thánh Hiến Ukraine và Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria theo yêu cầu của nhiều tín hữu. Trong thư được đăng trên trang web của các giám mục hôm thứ Tư Lễ Tro 2 tháng 3 2022, các giám mục ukraine nói rằng họ đã viết thư thỉnh cầu đức thánh cha trong những giờ phút đau đớn khôn lường và thử thách khủng khiếp đối với nhân dân của chúng tôi đáp lại nhiều yêu cầu thánh hiến các giám mục khiêm tốn xin đức thánh cha công khai thực hiện hành động thánh hiến ukraine và nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ maria theo yêu cầu của đức trinh nữ ở fatima xin mẹ thiên chúa nữ vương hòa bình xin cầu cho chúng con Regina Passis Ora Pronobis. Các nhóm mục Ukraine cũng đăng trên trang web của mình một kinh cập nhật bằng tiếng Ukraine về việc thánh hiến nước này cho trái tim vô nhiễm đức mẹ, yêu cầu các tín hữu đọc kinh này cách cá nhân và sau mỗi thánh lễ. Phần lớn trong 44 triệu dân Ukraine theo chính thống giáo, trong khi số tín hữu công giáo đông phương chiếm khoảng 9%, và tín hữu công giáo nghi lễ Latin chiếm khoảng 1% dân số. Các tín hữu Latin thuộc sáu giáo phận trong giáo tỉnh công giáo Latin Livy Họ sống tập trung tại phía tây của Ukraine. Đọc kinh Mân Côi, vào ngày 24 tháng 2, khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine, Hội đồng giám mục Ukraine đã yêu cầu các tín hữu công giáo nghi lễ Latin cầu khẩn đức mẹ cho quốc gia. Bây giờ là lúc để hiệp nhất trong lời cầu nguyện trong gia đình của chúng ta, với những người hàng xóm của chúng ta, trong các cộng đoàn cầu nguyện của chúng ta và trong mỗi giáo xứ Chúng tôi khuyến khích các linh mục kể từ hôm nay sau mỗi thánh lễ, ngoài việc hát kinh trong cậy, hãy đọc kinh Thánh Hiến Ukraine cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Thiên Chúa. Các giám mục mời gọi lần hạt mương côi hoặc những lời cầu nguyện khác cho hòa bình, cho những nhà lãnh đạo của đất nước, cho quân đội và tất cả những người bảo vệ quê hương, cho những người bị thương và qua đời, cũng như nhớ đến những người gây chiến tranh và xâm lược mù quáng. Các ngài cũng kêu gọi bảo vệ tâm hồn khỏi bị thù hận và giận dữ với kẻ thù, nhưng cầu nguyện và chúc lành cho họ như Chúa Giêsu đã dạy.